Xin chào mọi người đã quay lại với kênh YouTube Andy Phạm Cuộc Sống Úc. Hôm nay thì cảm thấy rất là nhớ Việt Nam, cho nên là mình nhớ những cái món ăn của mẹ mình nấu đó. Cho nên là hôm nay mình sẽ nấu lại cái món đó. Đó chính là một trong những cái món mình cũng rất là yêu thích, đó chính là mực xào chua ngọt. Và hôm nay thì mình đi vô trong tủ lạnh đó, có cái gì là mình ra mình nấu cái đó thôi. Có thể mỗi người có một cái công thức khác nhau, thì cái này công thức riêng của Andy thôi. Mình dân amateur mà, cho nên là có cái gì mình nấu đó thôi. Và mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái thành phần cho cái món ăn mực này như thế nào. Mình không có ướp trước mực hay là những cái khác. Riêng khóm thì mình cho một muỗng cà phê đường và mình ướp trước để cho cái vị nó cân bằng chút xíu. Tại vì cái khóm này nó hơi chua đó. Và bây giờ mình sẽ đi xào cái mực này lên trước nha, xào sơ trước. Các bạn cứ cho khoảng một muỗng ăn canh dầu thôi. Cho 2 tép tỏi vào. Cho mấy lát gừng nữa các bạn nhé. Thì khi nào mà cái này nó vàng lên là chúng ta có thể bỏ mực vào. Nó đã vàng rồi đó, bây giờ chúng ta cứ bỏ vào nhé. Các bạn xào lửa lớn chút xíu nha, để cho nó đừng có ra nước nha. Bỏ một tí xíu bột ngọt và một tí xíu muối, ít thôi, tại vì mực nó sống ở ngoài biển cho nên đôi khi nó sẽ bị mặn nhé. Mực này ngon quá các bạn ơi. Cái này nó không có cắt sẵn gì đâu, cái này là mình tự cắt đó. Mình tự cắt cho nó ra như thế này nè. Đây là cái mực mình đã xào ra rồi nè các bạn. Tức là xào sẵn sơ như thế này. Mình xào lửa lớn để cho nó không có bị ra nước. Các bạn thấy nó rất là khô nhé. Nhìn nó rất là hấp dẫn. Rồi, sau khi mà xào mực xong rồi đó, để một bên thì tiếp tục mình xào rau củ các bạn nhé. Mọi người cho một chút xíu dầu thôi. Và mình còn một ít tép tỏi nè. Tỏi với gừng mình cho vào mình xào tiếp nhé. Mình thì mình hay thích để khi mà xào cái món này đó, mình thích tỏi nguyên tép như thế này nè. Để chi? Để cho khi mà mình ăn đó, nó mình cắn cái tỏi này nè, nó rất là thơm, rất là ngon. Và cái gừng này nó sẽ làm cho cái vị của mực đó nó ngon hơn. Ở đây thì cà rốt các bạn không có bắt buộc là các bạn phải có cà rốt nhé. Tại vì mình thì mình thích nhìn cái dĩa nó ngon chút xíu. Cho nên là mình bỏ thêm một chút xíu cà rốt nhìn cho nó đa dạng. Nhìn cho nó màu sắc, lòe lẹt, đẹp mắt. Sau đó là mình sẽ cho khóm vào mình xào. Rồi, các bạn thấy không? Rất là thơm các bạn ha, khóm mà chúng ta xào như thế này, có gừng nè. Mình gia vị đó, lúc nãy là mình có nấu sẵn cái chén nước sốt như thế này rồi. Tức là ở đây mình cho một muỗng ăn canh, một muỗng rưỡi ăn canh nước mắm, một muỗng rưỡi đường, một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột ngọt và một muỗng cà phê bột nêm. Thì tí xíu đó mình bỏ vô đây luôn để cho nó sẽ hòa quyện với cái món ăn của mình đó. Khi mà các bạn xào mà thấy cái khóm này đó nó bắt đầu nó chín rồi đó. Nó chín đều thì các bạn bỏ cà chua vào.
bỏ từng thành phần vào thôi. Thì mình cho mực vào nhé, và sau đó mình cho cái tô nước gia vị này vào. Cái này đã nói là xào chua ngọt thì các bạn phải đảm bảo nó là vừa chua vừa ngọt nhé. Chua chua ngọt ngọt. Mình thì thích ăn hành chín chút xíu cho nên mình có thể bỏ vào luôn. Cái ớt đó các bạn, mình thường là mình không có xài, mình xào đó mình thích xài cái ớt này nè. Tại cái ớt này đó nó không có cay đâu, nhưng mà nó không có ra cái mùi chua chua như cái ớt chuông ha, nhưng mà nó vẫn giữ được cái đồ ăn của mình, nó cái màu sắc rất là đẹp. Mình cho hành tím vô luôn. Cái hành này nó màu tím. Các bạn không có hành màu này thì các bạn có thể làm màu khác nhé. Mình sẽ nêm lại cái vừa chưa nè. Cái vị nó cũng vừa đấy mấy bạn. Ngon quá. Và để cho cái này nó thơm, có một cái vị chua đó, mình cho một xíu chanh thôi, đừng nhiều quá nhé. Rồi bây giờ cái món của mình nó đã chín rồi mấy bạn. Giờ nó vừa đủ giòn, vừa đủ chín tới rồi. Mình tắt bếp được rồi nha. Và bây giờ là chúng ta có một cái mực xào chua ngọt nè. Đây, một cái món mực xào chua ngọt rất là hấp dẫn luôn. Đủ màu, đủ sắc. Đây mọi người ơi, sản phẩm của mình đây. Mực xào chua ngọt hương vị Việt Nam nhé. Rất là bắt mắt, rất là màu sắc. Và cái này thì mình có thể ăn kèm với xì dầu và cơm trắng nhé. Và cũng rất là hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này, cũng như là cái kinh nghiệm nấu ăn của Andy. Và không quên đăng ký kênh cũng như là like để cho Andy có cái động lực làm những cái video kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.